Không, mình là vào fan của anh Tâm Linh rồi. Bởi vì anh ấy đẹp trai và anh ấy xăm rất là đẹp, với cả anh ấy kiểu phòng thủ tốt và tấn công tốt. Nói chung là nhiều cái hay. Quá sướng rồi, mình đây là lần đầu tiên mình đi xem một show, một trận đấu bóng rổ như thế này. Mình không biết là có nhiều tiết mục như vậy. Mình không biết là có nhiều cái. Có thể không loại trừ được. Cô thấy sướng là biết rồi.